Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở bài tập toán lớp 2 tập 1 chân trời sáng tạo. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài em làm được những gì? Trang số 73. Bài số 1. Viết số vào. Câu A. 35, 36, 37. Cái này là chúng ta sẽ là 38, 39, 40, nó tăng dần. 41, 42, 43. 44. Này là 100. Đây là 97, 96, như vậy nó tăng nó giảm dần. Nè, cái dãy trên thì nó tăng dần nhưng mà cái dãy dưới nó là nó giảm dần. 100 là tới 99. À. Còn không thì chúng ta đếm ngược lên đây cũng được ha, đếm ngược lên. À, đếm mà xuôi không được thì chúng ta sẽ đếm đếm ngược lên. À, đây là 98. 97, 96, 95, 94. 93, 92, 91. Đây là 20, nó giảm dần 20, 18, 16. Như vậy là 20 ta trừ 2 là 18, 18 trừ 2 là 16, 16 ta trừ 2 là bằng 14. 14, 14 trừ 2 là 12, 12 ta trừ 2 cùng 10. 10 trừ 2 còn 8. Giờ này là 8 trừ 2 là 6, 6 trừ 2 là còn 4. Bài này 5, 10, 15 tăng dần nhưng mà nó cách nhau là 5, 5, 5. Tới đây là 15, rồi tới đây 20, 25, 30, 35, 40, 45. Đây là trồng chục 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 tới 80, 90 là 100. Bài số 2, số liền trước của số 64. Liền trước là luôn luôn nhỏ nha, liền trước là luôn luôn nhỏ hơn cái số này, trước là nhỏ. Như vậy chúng ta sẽ lấy 64 thì trừ 1 là 63. Liền sau là lớn hơn số đã cho. Như vậy ta lấy 99 ta cộng 1 là 100. Nhớ nha, số liền trước là luôn luôn nhỏ hơn số đã cho, mà số liền sau thì luôn luôn là lớn hơn số đã cho. Câu B. Liền trước hay liền sau? Số 20 là số liền sau của số 19. Số liền sau. Số 20 là số liền trước của số 21. Rồi chúng ta qua bài số 3. Đếm nhanh có chấm chấm chiếc dài. Như vậy chúng ta sẽ thấy là 1 đâu, 2 đâu, 3 đâu, 4 đâu, 5 đâu. 5 đâu như vậy là đây là 10 chiếc. 10, 20, 30, 40. À, 10 này, 20, 30, 40. Như vậy chúng ta sẽ có là 40 chiếc dài. Như vậy đây là chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 5 đôi. 5. 5 này, 10. 15, 20. Nè, như vậy là 20. 20 đôi dài. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 4, tính nhẩm. 50 ta còn 40 là bằng 90. 60 ta trừ 20 là còn 40. 80 ta trừ cho 70 là còn là 10 là 10. 10 ta cộng 8 là bằng 18. 52 ta trừ 2 là bằng 50. 9 ta cộng với 60 là bằng 69. 12 ta cộng 5 là bằng 17. 19 ta trừ 9 là còn 10. 17 ta trừ cho 4 là bằng 13. Bài số 5. Đặt tính đồ tính. 26 ta cộng cho 51. 6 cộng 1 bằng 7.
2 cộng 5 bằng 7. 7 ta cộng 22. Chú ý cái này nó có có một chữ số này, chúng ta đặt thành đơn vị nha, đừng có đặt qua hàng chục, đặt qua hàng chục là sai. 7 là cộng 2 là bằng 9. 2 ta hạ xuống. 84 ta trừ ra 30. 4 được 0 là bằng 4. 8 ta được 3 bằng 5. 99 ta trừ cho 6. 9 trừ 6 còn 3. 9 ta hạ xuống. 9 ta qua bài tiếp theo. Bài số 6. Phép cộng qua 10 trong phạm vi 20. Viết vào chỗ chấm. Gộp cho đủ, đủ chục hay là đủ 10 á? Đủ chục. Rồi, cộng với số còn lại. Nếu như cộng thì cộng, còn nếu như trừ thì chúng ta ngay chỗ này chúng ta sẽ đi dấu trừ. Tính nhẩm. Như vậy chúng ta dựa vào cái này. Tính nhẩm thì chúng ta sẽ tách con số 6 này ra. 9 ta cộng cho bao nhiêu được 10? Thì 9 ta cộng 1, 1 ta cộng 5. Dạ. 9 cộng 1 là bằng 10, 10 cộng 5 là bằng 15. Rồi, đây số 8 đó, số 8 chúng ta cần 2 cho nên số 7 này chúng ta sẽ tách thành là 2 và 5. 8 cộng 2 10, 10 cộng 5 là bằng 15. Bài này đây 7 đúng không? 7 thì chúng ta cần 3. 3 là cộng cho 2. 7 3 10, 10 với 2 là 12. 4 là cộng 9. Như vậy chúng ta sẽ là ta lấy con số 4 này chúng ta tách ra. Còn 9 thì chúng ta tách ra cũng được, nhưng mà chúng ta tách con số này ra đi. 4. Chúng ta tách số sau cho nó quen ha. Vậy đây 4 thì chúng ta sẽ cần 5. 5 ta cộng 4. À, cộng 6 chứ. 6 3. 6 ta cộng với lại 4 là bằng 10, 10 cộng 3 là bằng 13. Này 5 đúng không? 5 như vậy chúng ta sẽ cần là đây là 5. 5 với này là 3. 5 5 10 với 3 là 13. Này chúng ta sẽ cần là 4 và 1. 6 4 10, 10 cộng 1 bằng 11. Phép trừ qua 10 trong phạm vi 20. Viết vào chỗ chấm. Trừ để được chục. Rồi trừ. Chỗ này, bài này là bài trừ thì đây là trừ. Còn ở trên là cộng thì chúng ta ngay chỗ này là cộng. Trừ số còn lại. 11 mà ta trừ cho 4. Như vậy là 11 ta trừ cho 1 đúng không? Trừ 1. Như vậy 4 là chúng ta tách cho 1 và 3. 11 là ta trừ 1 bằng 10, 10 ta trừ cho 3 là bằng 7. Chỗ này mà đây là 4 thì đây chúng ta sẽ cần là 4. 4 và 1. 14 ta trừ 4 bằng 10, 10 ta trừ 1 là bằng là 9. Cái này 16 thì chúng ta cần tách này là 6. 6 như vậy là còn là 3. 16 trừ 6 là còn 10, 10 ta trừ 3 là còn lại 7. Cái này số 7 thì cái này chúng ta sẽ cần là 7. 7 là 1. Như vậy còn lại là 9. Rồi tương tự chúng ta làm như thế ha. Rồi chúng ta quen rồi chúng ta làm luôn, chứ đừng có ngồi mà viết như thế này nó tốn thời gian. 12 mà ta trừ cho 3 là còn là 9. 16 mà ta trừ cho 15 mà ta trừ cho 6 bằng 9. 13 ta trừ cho 4 là bằng 9. 18 ta trừ ấy cho còn 9. Chúng ta qua bài số tiếp theo, bài số 8. Bài số 8 là tô màu theo số hoặc kết quả phép tính. Số 1 là màu xanh dương, số 2 là màu đỏ, số 3 là màu xanh lá, số 4 là màu vàng, số 5 là màu nâu. Như vậy thì trên này chúng ta sẽ bắt buộc chúng ta phải cộng trừ ở trong này. Được. Rồi chúng ta mới tô được. Rồi cộng trừ. 12 ta trừ cho 7 là 5. 5 mà ta trừ cho 4 là còn 1. 7 ta cộng cho 4 là 11. 11 ta trừ cho 10 là còn 1.
10 ta trừ 7 còn 3. 3 mà ta trừ cho 2 là còn 1. 9 trừ 7 là còn 2. 11 trừ cho 6 là còn 5. Năm ta cộng cho 8 13, 13 trừ 10 là còn 3. 15 mà ta trừ cho 14 là còn 1, 1 còn 1 bằng 2. 10 ta trừ 8 là bằng 2. 18 ta trừ cho 9 là bằng 9, 9 ta trừ 5 là còn 4. 14 ta trừ cho 7 bằng 7, 7 ta trừ cho 6 là còn 1. 12 trừ 8 là còn 4. 11 trừ cho 9 là còn 2. 3 cộng 9 12, 12 ta trừ cho 11 còn là 1. 9 ta cộng cho 8 là 17, 17 ta trừ cho 16 là còn 1. 11 ta trừ 7 còn 4. 17 ta trừ cho 9 còn 8, 8 trừ 3 còn 5. 1 ta trừ cho 0 là còn 1. 8 còn 7 15, 15 ta trừ 4 còn 1. 10 ta trừ 9 còn 1. Rồi, như vậy thì chúng ta trừ đầy đủ rồi. Nếu như thiếu thì chúng ta lát lại là trừ tiếp, nhưng mà chúng ta thấy có vẻ như là đủ hết rồi. À. Rồi chúng ta quay lại số 1 là xanh xanh dương. Rồi chúng ta đi tô. Số 1. Số 1 vào đây. 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 Số 1 cũng khá là nhiều. Chúng ta tô sơ sơ rồi chúng ta lát nữa chúng ta tô lại ha. Rồi nó xuống đây luôn. Cái dưới này luôn. Đây luôn. Rồi. Đây số 1 nữa. À, tạm thời chúng ta sẽ tô cái này đi. Cái sóng dưới này, sóng nước biển dưới này. À, chúng ta kế xuống chúng ta tô số 1 ở trên này nữa.
Rồi, bài khác bạn. Rồi, màu đỏ là số 2. Màu đỏ là số 2. Số 2 đây. Số 2 này. Số 2 này. Số 2 này. Rồi, giờ chúng ta xong cái số 2. Chúng ta qua số 3 là màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây số 3. Đây, số 3 này. Số 3 này. À, số 3 này. Số 3 này. Rồi, xong số 3. Số 4 là màu vàng. Số 4. Cái này là cái ngọn hay đen. Số 4. Đây, số 4 này nữa, số 4 này nữa, số 4 này nữa, số 4 này nữa. Cái này chúng ta tính cẩn thận, chứ không tính cẩn thận thì chúng ta bị sai kết quả. Sai kết quả thì chúng ta sẽ tô màu nó kỳ kỳ. Rồi, chúng ta xuống tô số 4 này.
Rồi, còn dưới này nữa. Tô màu cái này tốn thời gian gì? Rồi, như vậy chúng ta xong, chúng ta còn lại là chốt cái màu cuối cùng là màu nâu số 5. Là số 5 này. À, còn số 3 bên này thiếu nữa này, số 3 này nữa. Số 3 mà xanh lá cây. À, nên thầy nói là cứ cứ tô đi lát nữa mà thiếu chúng ta tô lại chứ không thành vấn đề đâu ha. Không thành vấn đề. Tại vì nó nhiều chỗ nhỏ 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 nhiều khi mình thiếu. À. Rồi, tiếp theo số 5. Số 5 thì chúng ta tô cái ngọn hải đăng này. À, như vậy thì chúng ta hoàn thành cái phần tô màu, chúng ta kiểm tra xem mới còn lại cái nào mà còn thiếu không. Rồi, coi như ổn hết. Rồi chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 9. Đó là tính độ dài đường gấp khúc ABCD và viết vào chỗ chấm. Đường gấp khúc ABCD dài chấm chấm cm hay là dm. Trước tiên chúng ta sẽ đo cái được 6 cm. Tạm thời chúng ta ghi đây ha. 6 cm. Này là 4 cm. Này là bao nhiêu đây? 10 cm. Rồi, đường gấp khúc ABCD dài là bao nhiêu cm đây? 6 là cộng 4 là bằng 10, 10 thôi cộng 10 là bằng 20. 20 cm. 20 cm thì ta đổ ra được là 2 dm. À, 2 dm. Rồi chúng ta qua tiếp tục bài số 10. Bài số 10 là xếp hình thuyền bồm. Muốn xếp cái thuyền bồm này thì chúng ta sẽ vẽ ra những cái tam giác. Nè, người ta đã vẽ sẵn cho mình một số cái hình tam giác mờ mờ rồi. Đó. Bây giờ chúng ta kẻ ra những cái hình tam giác rồi chúng ta lấy những cái hình tam giác chúng ta ghép lại. Đó, nó ra những hình tam giác rồi đó. Rồi, ra những hình tam giác. Rồi có hình lớn là chúng ta cũng chia ra những hình tam giác.
ra con hình này. Rồi, như vậy thì trong này thì chúng ta sẽ chia ra được bao nhiêu hình tam giác đây? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 hình tam giác ta ghép vào. Rồi, chúng ta qua bài số 11. Bút chì đen dài 14 cm. Đây, cái này là dài 14 cm. Bút chì đen dài hơn bút chì xanh là 5 cm. Nào, đây bút chì xanh dài hơn 5 cm. Hỏi bút chì xanh dài bao nhiêu cm? Như vậy chúng ta sẽ lấy là bút chì đen này 14 ta trừ cho 5 thì ra đây bút chì xanh. Số cm bút chì xanh dài là số cm bút chì xanh dài là ta lấy 14 ta trừ cho 5 bằng 9 cm đáp số cm. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ qua bài số 12. Viết theo mẫu. Chúng ta coi xem cái bài mẫu. Thứ tư. Đây. Lúc 5 giờ chiều thứ tư em chơi cầu lông. Nè, đây là cái đồng hồ này chúng ta sẽ có là cái kim ngắn và bự bự thì đó là cái kim giờ. Cái kim mà dài mà ốm ốm nhỏ nhỏ thì đó là cái kim chỉ phút. Bài hiện tại thì chúng ta chỉ học là vừa đúng cho nên cái kim phút này nó luôn luôn cái chỉ số 12. Rồi chúng ta xem cái bài A. Lúc chấm chấm tối à, như vậy là chúng ta có là 7 giờ tối. Lúc 7 giờ tối. Thứ mấy đây? Thứ bảy. Em giúp mẹ dọn dẹp. Tiếp tục qua câu B. Đây là chủ nhật 10 giờ. Lúc 10 giờ. Giờ sáng. 10 giờ sáng chủ nhật. Đây là chủ nhật này. Em đi thăm ông bà. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.